Anh chàng trông có vẻ hiền lành, nghiêm túc này thật ra là một người có sở thích BDSM. Nhờ một tình huống hết sức ngượng ngùng mà anh đã bị cô gái này phát hiện ra bí mật, nhưng ai dè cô ấy cũng có sở thích giống anh. Nên hai người đã bắt đầu một mối quan hệ kỳ lạ, một người làm chủ nhân ra lệnh, người còn lại thì làm người phục tùng mệnh lệnh. Vậy cuối cùng hai người này sẽ có thể sinh ra phản ứng hóa học như thế nào? Câu chuyện bắt đầu khi đây là ngày đầu tiên JHOO đi làm sau khi đến bộ phận PR, cũng là bộ phận nữ chính JU của chúng ta đang làm việc. Đội trưởng Hoang sau khi giới thiệu xong nhân viên mới thì đề nghị cả phòng đi ăn thịt cừu để chào mừng. Tuy nhiên, JU lại lên tiếng phản bác vì thịt cừu là vượt quá ngân sách. Hơn nữa, cô còn yêu cầu đội trưởng nhanh chóng giải quyết vấn xôn xao gần đây về một YouTube có phát ngôn kỳ thị đồng tính được làm khách mời cho show truyền hình giáo dục. Đội trưởng Hoang lại chả quan tâm mà đổ lỗi là do cô vốn dĩ không thích người đó, khiến cô cay cú không nói nên lời. JHOO thấy vợ tương lai bị ức hiếp nên liền nói đỡ giúp cô, ai dè lại làm đội trưởng đổi ý, quyết định giao vụ này cho hai người giải quyết. Giờ giải lao, có rất nhiều đồng nghiệp nữ đến bắt chuyện với nam chính, nhưng anh đi đến chỗ JU và khen cô làm đúng về việc YouTuber. Ban đầu, cô bạn cùng phòng nghĩ rằng JHOO không phải gu của cô nên chắc chả quan tâm gì đâu. Nhưng ai mà ngờ, cô lại thừa nhận với bạn mình khá có hứng thú với anh chàng này, nhưng dù thích cũng sẽ không làm gì cả. Về nhà, cô kể với mẹ nghe về người đồng nghiệp mới, bà khuyên cô dù thích cũng không được chủ động vì đàn ông thích cảm giác chinh phục, cô lại phản bác vì phụ nữ cũng muốn chinh phục. Ngày hôm sau, JU đến sớm nên nhận được một bưu kiện lạ, cô mở ra xem thì thấy là một chiếc vòng da có gai. Hóa ra, shipper đã nhầm lẫn tên của cô là anh đồng nghiệp do tên cả hai đọc cũng gần giống nhau. Còn JHOO lúc này đang hoảng hốt khi phát hiện có người đã lấy gói hàng của mình đi. Anh lấy hết sức bình sinh từ thời cha sinh mẹ đẻ chạy thật nhanh để ngăn người đó lại, nhưng đã quá muộn rồi, JU đã thấy tất cả. Để chữa ngượng, anh nói đó là xích cổ của con chó nhà anh. Tuy nhiên, nữ chính đã để ý thấy tờ giấy in hình một cặp đôi sexy sử dụng chiếc vòng đó trong hộp. Hóa ra trợ lý Dung nhìn bên ngoài hiền lành, ngây thơ nhưng lại là một người có sở thích như vậy. Suốt cả ngày hôm đó, JHOO làm gì cũng nơm nớp lo sợ, sợ JU sẽ vạch trần bản thân, sợ bị mọi người đánh giá, kỳ thị, sợ bị đuổi việc nữa. Tối đó, anh lên diễn đàn của những người cùng sở thích với mình và kể mọi chuyện. Có người bình luận kể rằng bạn mình đã bị đuổi sau khi bị phát hiện, cũng có người giả dụ lỡ người phát hiện cũng có sở thích giống mình thì sao. Cùng lúc này, nữ chính đang đi bộ thể dục thì vô tình lướt ngang qua một tiệm bán đồ BDSM. Cô đứng lại và tưởng tượng cảnh trợ lý Dung đeo vòng cổ cho mình, nhưng mẹ cô lại xuất hiện và cắt ngang suy nghĩ đó. Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn rất bình thường, nam chính muốn nhắn tin cảm ơn và xin lỗi vì JU đã giữ bí mật. Thì bỗng nhiên cô lại bước vào, khiến anh bất giác ngượng ngùng nên lấy đầu thú bông đội lên, nhưng do không thấy đường nên anh ngã sờ mờ lờ. Cô thấy vậy thì vô cùng lo lắng, liền bắt anh đi đến bệnh viện để kiểm tra. Tại đây, cô xin lỗi vì mình đã quát mắng to tiếng và cũng thừa nhận cô thường có khuynh hướng như vậy. JHOO đang dầu dĩ nghe vậy thì mắt sáng lên như đèn pha, anh cảm thấy như đã gặp được định mệnh của cuộc đời. Anh cũng thừa nhận mình thích bị ra lệnh, quát mắng hay thậm chí bị đối xử như một con chó, anh thấy rất phấn khích khi gặp được một người giống mình. Tuy nhiên, JU lại cảm thấy bất ngờ khi biết được điều này. Tối đó, cô lên mạng tìm hiểu về BDSM, về vai trò chủ nhân và cả nô lệ phục tùng. Cô cảm thấy khó xử nên đã hỏi cô bạn rằng nếu biết một bí mật mà người khác luôn muốn che giấu thì nên làm gì. Cô bạn khuyên cứ nên giả vờ mắt không thấy, tai không nghe, sống để bụng, ngủ mang theo. Mấy ngày sau đó, công ty có tổ chức lễ hội ra mặt linh vật mới, JHOO cảm nhận được JU đang cố tránh mặt mình. Sau khi xong xuôi mọi việc, nữ chính chuẩn bị ra về thì nhìn thấy anh trợ lý Dung đang ngồi ôm mặt khóc. Cô liền đi đến giải thích mình không hề xem anh là kẻ biến thái, cô nghĩ rằng mỗi người đều có một sở thích riêng. Nghe vậy, JHOO thấy phấn chấn hơn hẳn nên đã lỡ miệng nói muốn cô làm cô chủ của mình. JU lại được thêm một fan há hốc mồm, chỉ biết giữ người tại chỗ. Vì thế, những ngày sau đó, anh luôn cố gắng né tránh cô. Trưa hôm đó, anh nhận được tin nhắn hẹn gặp mặt ở phòng nghỉ của cô. Cô đưa anh một miếng bịt mắt và nói anh hãy đeo nó lên rồi nằm lên ghế. JHOO liền làm theo và có chút mong chờ, nhưng cuối cùng cô cũng chỉ hỏi lý do tại sao anh lại chọn mình làm chủ nhân. Cô nói mình không hiểu gì cả, nhưng lại một người học rất nhanh nên sẽ suy nghĩ về điều đó. Sau khi tan làm, trời thì mưa tầm tã, JHOO cầm dù đứng đợi cô ở dưới công ty, sau cùng cô đã chọn bước về phía anh xem như lời đồng ý. Cứ như vậy, một cặp đôi hoàn cảnh đã được hình thành. Sau đó, cô soạn một hợp đồng những quy tắc cho mối quan hệ này và cũng tặng cho anh một cặp kính, khi đeo nó lên nghĩa là cần mệnh lệnh của cô. Trong cuộc hẹn đầu tiên, do cũng là lần đầu tiên của hai người nên JU thì không biết nên làm gì, còn JHOO thì không kiểm soát được bản thân nên đã tạo ra một tình huống ngượng ngùng. Nữ chính thấy rất có lỗi khi đã phá hỏng mọi thứ, nhưng JHOO lại nói nếu cô cảm thấy có lỗi thì để cuộc hẹn sau cho anh chuẩn bị. Ngày đầu tiên đi làm, anh tỏ ra là một người hòa nhã khi đã giải quyết khéo vụ việc YouTuber, nhưng giờ đây anh lại chứng minh cho mọi người thấy mình là người có năng lực. Thậm chí đến cả đội trưởng Hoang cũng không dám xem thường, trong khi bình thường những nhân viên khác góp ý ông ta chỉ xem như gió thoảng ngang tai. Chính vì vậy nên JU cảm thấy rất hài lòng khi cuối cùng cũng có người xử lý được ông sếp đáng ghét này.
Tối đó, họ đến một phòng ăn được đặt riêng, trợ lý Dung cũng tặng cho cô một đôi giày nhân ngày sinh nhật và là để cảm ơn cho việc cô đã làm cô chủ của mình. Ji-woo đã ngay lập tức dùng đôi giày mới để giẫm đạp lên người Ji-hoo, dù rất đau nhưng anh lại tỏ ra thích thú và hứng phấn. Những ngày sau đó, họ đã có nhiều đêm thực hiện vai trò chủ nhân và nô lệ nóng bỏng, mỗi lần là một phong cách khác nhau nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn. Ở chỗ làm, Ji-woo được giao trách nhiệm hướng dẫn cho cậu nhân viên mới. Ji-hoo nhìn thấy dáng vẻ hung dữ của cô thì vô cùng ghen tị, muốn cô chỉ là cô chủ của riêng mình. Hôm đó, sau khi cả công ty đã tan làm, Ji-hoo nói ra những ấm ức trong lòng mình. Ji-woo nghe vậy liền ra lệnh anh cởi bỏ thắt lưng, rồi dùng đó quật liên tiếp xuống bàn làm anh vô cùng hưng phấn. Họ đóng giả cô sếp khó tính và cậu nhân viên mới vô làm quậy đục nước cả văn phòng, thậm chí còn suýt bị bảo vệ phát hiện. Tuy nhiên, mưa dầm thì thường thấm lâu, sau một khoảng thời gian dài ở cùng nhau, Ji-woo dần dần nảy sinh tình cảm với anh đồng nghiệp. Một lần nọ, khi đang thực hiện vai trò của mình, do đã dùng roi quất vào lưng Ji-hoo nên cô đã cảm xót xa và còn cẩn thận chăm sóc vết thương cho anh. Hai người nói chuyện về cô bạn gái cũ của anh, Hana, người đã rời đi vì cho rằng anh là một kẻ bệnh hoạn. Sáng hôm sau, cô ta gọi đến và nói mình đã uống rất nhiều và cảm thấy đau bụng nên muốn anh mua mì cho mình. Nhưng chả có lý do gì anh phải làm vậy nên đã từ chối ngay rồi lên xe đi đón Ji-woo đi dạo phố. Trước khi xuống xe, cô dùng còng tay xích hai người lại với nhau và yêu cầu anh thực hiện vai của mình. Người bạn thân của cô, Hye-mi, đúng lúc có cuộc hẹn phải ra ngoài cũng nhìn thấy cảnh đó. Hóa ra hôm nay cô ấy cũng có một buổi xem mắt. Suốt cả buổi hẹn hò, Ji-woo chăm sóc Ji-hoo rất tận tình, một phần vì anh bị xích một tay không thể làm gì được, phần khác cũng vì tình cảm cô dành cho anh. Bầu không khí lãng mạn khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy ghen tị. Sau đó, Ji-woo đã mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình và yêu cầu anh hãy chấp nhận nó, nhưng Ji-hoo đã từ chối, anh nói mình có lý do riêng. Cô cảm thấy rất buồn và nghĩ tình cảm của mình đang bị mang ra trêu đùa. Mặt khác, cô bạn thân đã gặp được đối tượng xem mắt. Hắn ta dụ cô vào khách sạn có rất nhiều đồ chơi BDSM, lúc này hắn mới lộ rõ bản chất chỉ muốn ngủ với cô một đêm. Hye-mi hoảng sợ nhưng đã nhanh trí gọi báo cho Ji-woo, nên Ji-woo và Ji-hoo đã nhanh chóng đến đó để giải cứu. Ai dè, lúc đến nơi thì cô bạn đã xử lý xong mọi chuyện, nhưng bí mật của cô bạn cũng đã bị phát hiện, hóa ra cô là một người có khuynh hướng giống Ji-hoo. Trước khi đi, Hye-mi vẫn còn tức giận nên đã đe dọa hắn nếu còn dám làm vậy thì sẽ đăng hình hắn ta lên mạng xã hội. Nhưng thật sự cô chả chụp hình hắn vì nếu làm vậy chả khác nào cô và hắn cùng một loại người. Suốt cả đường về nhà, Hye-mi khóc lóc kể khổ về những người lợi dụng sở thích của cô để giở trò. Một nửa trong số đó thì hẹn cô ra gặp mặt rồi giở trò, nửa còn lại thì chả quan tâm đến cô, chỉ lo gửi ảnh thằng nhỏ cho cô xem. Ji-hoo nghe vậy cũng hoàn toàn đồng ý và cũng cảm thấy ghét bỏ những kẻ khinh thường họ. Ji-woo cảm thấy nhột trong lòng, cô sợ Ji-hoo nghĩ mình là những kẻ như vậy, chỉ là đang lợi dụng anh mà thôi. Về nhà, cô cảm thấy buồn rầu khi tỏ tình bị từ chối, nhưng đúng lúc đó lại nhận được lời nhắc rằng hợp đồng chỉ còn một tuần. Cô sợ mình làm Ji-hoo cảm thấy đang bị lợi dụng, cho nên đã đến tìm Hye-mi để xin lời khuyên. Sau khi xác nhận mình không phải giống những kẻ giả mạo đó thì cô mới yên tâm phần nào. Cùng lúc đó, Ji-hoo cũng đang ngồi suy tư, anh nhớ về lúc còn quen Hana, cô ta khinh thường và nghĩ anh là kẻ bệnh hoạn, thậm chí còn nói anh nên đi khám bác sĩ tâm lý, đó cũng chính là lý do khiến anh ngại yêu thêm một lần nữa. Những ngày tiếp theo, họ luôn tỏ ra lạnh lùng với đối phương như hai người xa lạ, nhưng Ji-woo đã chủ động hẹn gặp mặt để thực hiện vai trò lần cuối. Cô thì ở nhà tập thắt dây chói, còn anh thì chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Sau khi xong việc, anh nghe thấy tiếng chuông thì nghĩ Ji-woo đã đến, nhưng khi ra mở cửa thì xịt keo, hóa ra là cô bạn gái cũ Hana tìm tới. Cô ta ngang nhiên đi vào nhà, cầm ly rượu lên uống ngon lành, rồi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Ji-hoo. Tại anh mà cô ta đã không dám yêu thêm một ai nữa, nam chính cũng nói rằng vì cô ta mà anh ta luôn sợ bị người khác khinh thường. Nghe vậy, cô ta nổi giận, hết đổ hết đồ ăn trên bàn, rồi phủi DIC ra về. Đúng là vô duyên hết sức, bảo sao chia tay sớm là giải thoát cho Ji-hoo mà. Tuy nhiên, sự góp mặt của Hana cũng không thể làm thay đổi chuyện gì, lần cuối thực hiện vai trò vẫn diễn ra. Ji-woo chói Ji-hoo lại rồi liên tục tát vào má anh, khiến anh rất thích thú. Cô nói đây là lần cuối nên hãy làm những việc để sau này không phải hối hận. Ji-hoo liền kéo cô lại gần rồi hôn cô đắm đuối, nhưng Ji-woo lại từ chối và đẩy anh ra. Anh đồng nghiệp nói rằng cô chính là mặt trời trong cuộc đời anh, nhưng anh lại cảm thấy sợ vì nếu lại gần sẽ bị thiêu đốt. Ji-woo nghe vậy thì không nói lời nào liền rời đi ngay lập tức, để lại anh buồn rầu không biết phải làm gì. Suốt những sau đó, Ji-hoo thường xuyên vắng mặt ở công ty, anh tìm đến Hye-mi và kể những khúc mắt của hai người. Cô bạn chỉ muốn anh suy ngẫm rằng anh bị thu hút bởi Ji-woo là do tình cảm nam nữ hay do sở thích BDSM. Hơn nữa, cô khuyên anh không nên lo lắng về ánh nhìn của người khác mà nên chịu trách nhiệm với cảm xúc của bản thân. Cùng lúc này, cậu nhân viên mới đã vô tình gửi nhầm một đoạn ghi âm vào trong group chung. Cậu ta đã nhiều lần gửi nhầm trước đó nên thường xuyên bị Ji-woo giáo huấn. Tuy nhiên, thứ được gửi nhầm lần này lại không hề bình thường, đó là đoạn ghi âm về cái đêm cả hai người ở lại văn phòng để thực hiện vai trò.
Mọi người trong công ty sau khi xem được thì quay ra chỉ trích, soi mói cả hai người. Jihoo muốn gọi điện hỏi thăm tình hình của Jiwoo nhưng gọi mãi vẫn không được. Anh đành tìm đến nhà hỏi chuyện, mẹ Jiwoo chỉ nói rằng nếu cả hai chỉ là đồng nghiệp bình thường thì bây giờ cô ấy đã nghe máy rồi. Câu nói này khiến anh vô cùng bận tâm. Cả hai còn bị cấp trên gọi riêng vào phòng họp để khiển trách. Khi Jiwoo bị cấp trên hỏi những câu nhạy cảm làm cô cũng không biết trả lời làm sao thì Jihoo đã đứng dậy nói lời bảo vệ cô. Một người bình thường luôn hòa nhã, hiền lành, nay lại vì bảo vệ người mình yêu mà nổi giận, không thèm quan tâm dù có bị đuổi việc. Jiwoo lúc này mới nhận ra tình cảm anh dành cho mình nên bất giác bật cười. Sau khi sạc nguyên bài diễn văn vào mặt cấp trên, Jihoo quay sang bày tỏ tình cảm với Jiwoo. Anh nói mình yêu cô rất nhiều và không quan tâm dù có bị kỷ luật. Sau đó hai người ngang nhiên dắt tay nhau bỏ ra ngoài, thế là cả hai đã chính thức hẹn hò. Jiwoo sau đó đã đến tận nhà cậu nhân viên mới vì muốn thu thập đoạn ghi âm ngoại tình của đội trưởng Hoàng. Để mọi chuyện êm đẹp, cuối cùng hai người không bị sa thải, chỉ là Jihoo thì bị đình chỉ một thời gian, còn Jiwoo thì bị giảm lương 3 tháng. Cuối phim, cả hai lại một lần nữa thực hiện vai trò với tư cách hai người đang yêu nhau. Bộ phim đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã đón xem.